Hôm nay chúng tôi sẽ cùng nhau bàn về một bộ phim kinh dị đầy kịch tính. Xin chào mọi người, tôi là Review Phim. Hôm nay chúng ta sẽ review bộ phim kinh dị của Singapore. Nếu như thời gian có thể quay trở lại, hai vợ chồng này sẽ không lấy chó con làm quà sinh nhật cho con trai. Bọn họ vốn là một nhà ba người vô cùng hạnh phúc, nhưng không ai có thể nghĩ rằng con trai họ, Theo, trong ngày sinh nhật hôm đó, vì đuổi theo chú chó con đã không cẩn thận bị tai nạn xe. Cả thế giới như sụp đổ với hai vợ chồng. Được rồi, tại sao lại xảy ra chuyện này? Đặc biệt là người mẹ tên Jessica, cô cả người dường như trở nên bất thường, như thể mọi ngóc ngách trong nhà đều có thể cảm nhận được sự hiện diện của con trai. Có thể cậu bé chưa từng rời đi, chị Béo là bảo mẫu trong nhà, từ nhỏ đã chứng kiến Theo trưởng thành. Chị Béo cũng không ngờ mọi việc lại trở nên như này, cũng không thể nhẫn tâm để Jessica càng đau buồn thêm, nên đã đề xuất một giải pháp. Lúc nhỏ bởi vì trong nhà còn rất nhiều trẻ em, bố mẹ đã đem chị Béo cho nhà khác. Trưởng bối trong nhà là một pháp sư, có thể nhìn thấy một số thứ. Năm đó, sau khi đứa trẻ hàng xóm bị ô tô đâm chết, liền biến thành ma và thường xuyên quấy rối chị Béo, gia đình phải chuyển đi nơi khác. Chị cũng không biết bản thân mình nên đi đâu. Sau này, người ông đó đã làm một lễ cúng, thành công tiễn cậu bé lên đường. Jessica nghe thấy vậy, nên thuận miệng hỏi chị Béo, nếu như không muốn tiễn cậu bé đi, vậy có thể để cậu bé bên cạnh mình không? Chị Béo cũng ngầm đồng ý. Người ông đó cũng đã qua đời nhiều năm, bây giờ con trai cả của bọn họ kế thừa sự nghiệp, có chị Béo ở giữa làm cầu nối đương nhiên tiết kiệm được nhiều rắc rối. Nguyên nhân cô cố chấp kêu gọi linh hồn, ngoài vì tình yêu dành cho con trai ra, thì cô cũng không còn cách nào sinh con thêm được nữa. Tử cung của cô rất mỏng, trước đó cũng đã sảy thai 2 lần, bác sĩ cũng khẳng định không thể mang thai thêm được nữa. Chị Béo đưa bát tự của Theo cho anh ta, chỉ mong đối phương có thể nhanh chóng bắt đầu. Lúc này người chồng của Jessica đang đi công tác, thời gian, địa điểm càng trở nên dễ dàng hơn. Họ bí mật lập một bàn thờ trong phòng làm việc. Bia mộ của Theo vẫn chưa được xây xong. Chị Béo nói với vị pháp sư, ngôi mộ nằm ở vị trí thứ 4 bên trái cây lớn, tuyệt đối không được làm sai. Vị pháp sư nhanh chóng đã thành công tìm được địa điểm. Ông đào mộ lên lấy một ngón tay của thi thể từ bên trong ra. Khi phải đặt ngón tay lên bàn thờ, một nén hương vào mỗi sáng mỗi tối, nửa đêm làm chút đồ ăn mà Theo thích ăn, nói chuyện nói cậu bé nhiều hơn, như vậy linh hồn của cậu bé mới càng trở nên mạnh mẽ. Nếu như hồn ma quay trở lại, cô nhất định sẽ cảm nhận được. Từ hôm đó trở đi, Jessica làm theo hướng dẫn, chỉ hy vọng sớm có thể gặp lại con mình. Có lẽ vì quá nhớ con, đêm đó cô mơ thấy hồn ma của con trai được triệu hồi, chỉ là dáng vẻ của con trai có chút đáng sợ, rất khác so với lúc còn sống. Chớp mắt nhiều tháng trôi qua, cô vẫn không hề có một cảm nhận rõ ràng nào. Thỉnh thoảng có trẻ nhỏ thì cô lại chăm chú nhìn bên cạnh, y hệt như có người đang ở ngay cạnh mình. Khoảng thời gian này chị Béo cũng không hề xuất hiện, cô gọi điện thì chị Béo cũng bảo bận, nói đợi qua một khoảng thời gian sẽ đến tìm cô. Jessica cũng không nghĩ nhiều, cô phát hiện bên cạnh mình thường xuyên xảy ra chuyện kỳ lạ, những âm thanh lạ vang lên, chiếc bóng không rõ ràng lăn tới cùng với cuốn truyện đặt trên bàn thờ. Có lẽ con trai đã thật sự quay lại. Lúc cô muốn con trai hồi âm với mình, đèn bắt đầu nhấp nháy, nhưng không chờ đợi Jessica hạnh phúc quá lâu, lại phát hiện tính tình của con ma có chút gắt gỏng. Có lúc cô ngủ quên, không có thời gian chuẩn bị đồ ăn ngon lúc nửa đêm, phòng làm việc sẽ trở nên bừa bộn, dường như có ai đụng vào. Trong khi đi chơi piano, cơ thể lại bị khống chế bởi một thế lực nào đó, không có cách nào có thể di chuyển. Nắp đàn piano đập xuống cái rầm, đập nát mu bàn tay cô. Trên tường nhà cũng tràn ngập graffiti, và đây cũng là chuyện mà con trai thích làm nhất khi còn sống. Lúc đó, cậu bé thường xuyên bị khiển trách vì điều này. Lúc ngủ, cô cũng có cảm giác như ai đó chạm vào mình. Mới đầu tưởng là chồng muốn thân mật, nhưng khi nhận ra có điều gì đó không ổn, mở mắt ra thì nhìn thấy một con quỷ tóc dài đáng sợ. Không chỉ cô, ngay cả những thành viên khác trong gia đình cũng gặp rắc rối. Cô bảo mẫu phàn nàn, chân mình xuất hiện 3 vết cào kỳ lạ, người đó dùng gối đè đầu mình, nên không thể nhìn rõ là ai. Jessica tức giận đến công ty tìm chồng, trong nhà chỉ có anh là con trai, người có thể làm ra chuyện này chỉ có thể là anh. Tối hôm đó, cô chắc chắn nhìn thấy chồng mình bước ra từ phòng bảo mẫu, còn người chồng lại gán mọi chuyện xảy ra đều là cô suy nghĩ phiền vông. Anh và bảo mẫu không hề có quan hệ gì, sở dĩ đi vào phòng cô ấy là vì đói, muốn hỏi bảo mẫu xem trong nhà còn có gì ăn không. Con trai mất đi, anh cũng vô cùng đau lòng, nhưng nếu cứ như này, không chịu làm rõ mọi chuyện mà chạy thẳng đến công ty, thì trực tiếp ly hôn. Jessica hoàn toàn bối rối, không biết đâu là thật, đâu là giả. Sức mạnh bí ẩn trong nhà càng trở nên mạnh mẽ, chú chó con bị kéo thẳng vào khoảng không và bị tra tấn cho đến chết. Chị Béo cuối cùng cũng xuất hiện, Jessica muốn cô mời vị pháp sư đó đến, hỏi rõ rốt cuộc là có chuyện gì, linh hồn được mời đến sao lại tà ác đến vậy. Cô nghi ngờ đó không phải là con trai của mình. Chị Béo lại nói vị pháp sư đó đã bế quan trong núi, sau 1 tháng nữa mới về, nhưng vị pháp sư đó đã dạy chị ta một cách có thể nhìn rõ được hồn ma trong nhà. Lúc này hai vợ chồng cũng đang cãi nhau, chồng lại đi công tác ở nơi khác nên có thể tiến hành trong sân vườn nhà bọn họ. Bày xong mọi thứ, lại lấy ngón tay ra, chị Béo phụ trách nhiệm chú ở bên cạnh. Jessica nhìn chằm chằm vào gương trong tay, nếu con ma xuất hiện có thể nhìn thấy được nó. Vòng chua và đèn lồng trắng lắc dữ dội, chị Béo đã thành công, cô đã thực sự thu hút được hồn ma trong nhà. Jessica thông qua gương nhìn thấy một linh hồn ác quỷ mắt trắng, nó quả thật không phải con trai cô. Chuyện này có chút kỳ lạ, rốt cuộc đã sai ở đâu, vậy cần phải sắp xếp lại từ đầu. Điều đầu tiên mà Jessica nghĩ đến là vị pháp sư đó đã tìm nhầm người. Cô lại quay lại ngôi mộ, lần theo địa chỉ ban đầu,
phát hiện ra ngôi mộ hoang không có bia mộ, phần mộ của con trai nằm ở thứ ba không phải thứ bốn ở bên trái cây. Lúc đó, cô vô cùng đau khổ, không còn tâm trí làm rõ điều này. Nhưng lúc cô hỏi người quản lý, đối phương lại có vẻ như không muốn hợp tác. Cùng lúc này, ác ma trong nhà lại càng trở nên hung hãn. Lúc bảo mẫu đang tắm gội, nó dám đột nhiên xuất hiện nhìn chằm chằm bảo mẫu. Người quản lý nghĩa trang thừa nhận có người đã bỏ tiền để được chọn cạnh mộ con trai cô, nhưng bất luận như nào anh ta cũng không tiết lộ gì thêm. Dù gì chuyện này cũng được xem là vi phạm quy định, anh cũng không còn cách nào khác, cũng chỉ vì muốn nuôi sống gia đình, thấy không thể thu thập thêm manh mối gì từ người quản lý. Jessica có chút lo lắng, chỉ cần điều tra ra chủ nhân đằng sau ngôi mộ mới có thể biết rằng ác ma có phải là thi thể trong đó hay không. Điều bất ngờ là lúc người quản lý rời đi lại quên mang theo điện thoại, cô bắt đầu lục lại danh bạ của gọi, lấy số của vị pháp sư hôm đó, lưu vào trong máy mình. Nhưng không ngờ vừa mới đánh ra, tên chị béo lại hiện lên. Cô cuối cùng cũng hiểu ra mọi chuyện, người đứng sau mọi chuyện hóa ra lại là người bên cạnh mình. Còn mà ác độc đó chính là đứa con trai đã chết của chị ta. Nó đã dần trở nên hung hãn, trước là lén lút lèn vào phòng, dùng gối đè lên bảo mẫu để làm loạn, bây giờ lại trực tiếp xuất hiện. Cô bảo mẫu bị dọa sợ đến mức lăn xuống cầu thang. Anh chồng hoàn toàn vô tội. Tối hôm đó, người động vào bảo mẫu chính là con ác ma. Đối diện sự chất vấn của cô, chị béo cũng không giấu giếm, chị ta biết sớm cũng sẽ có một ngày lộ ra. Con trai chị ta lên là Giang, lớn hơn Gio mấy tuổi, vừa mới sinh ra đã phát hiện ra có vấn đề lớn. Lúc đầu chỉ đơn giản là gắt gỏng và thô lỗ, nhưng khi lớn lên, nó lại để lộ ra gương mặt quỷ dị của mình. Đến khi được mười mấy tuổi, nó bắt đầu tấn công những người bên cạnh, không còn cách nào khác phải giam nó trong nhà bằng xích. Một ngày nọ, em gái của chị béo dẫn con gái đến chơi, bởi vì con gái rất cao nên để con bé trong phòng nghỉ ngơi. Hai chị em chỉ ra ngoài có 10 phút ngắn ngủi, nhưng lúc về lại phát hiện ra đứa trẻ đã bị tra tấn cho đến chết. Người chồng của chị béo không thể chịu được, nhân lúc chị ra ngoài làm việc, đã giết con trai mình. Kể từ đó, chị ta cũng không còn gặp lại chồng. Lúc trở về, chồng đã thu dọn đồ đạc và rời đi. Vị pháp sư đã cố gắng nhiều lần gọi linh hồn của Giang trở lại, nhưng lần nào cũng thất bại, nói cậu bé đã lạc đường, cần phải sám hối với hồn ma mới chết, cho nên chị ta mới nghĩ đến việc lợi dụng Gio. Nhưng chị ta không có liên quan gì đến cái chết của Gio, tất cả mọi chuyện chỉ là trùng hợp. Mục đích của chị ta chỉ muốn đem con trai trở về. Jessica cũng không biết nói gì cả, đều là những người mẹ với nhau, cũng đều chung mục đích, nhưng cô không có cách nào với con ác ma. Khi trở về nhà, nhìn thấy bảo mẫu người đầy máu đang trốn trong nhà kho, nói gì cũng không chịu đi ra, quả bóng lại lăn tới chân. Jessica tưởng con trai mình, bởi vì đây là thứ đồ chơi mà con trai yêu thích nhất, nhưng khi cô cúi xuống nhặt bóng, thì tên ác ma giang ở sau lưng rồi. Ác ma giơ bàn tay ma quấy mình ra xuyên vào cơ thể của Jessica, cô đau đớn nằm xuống đất, bất lực la hét. Tên ác ma từ từ đến gần, da của Jessica xuất hiện những mạch máu giống như mạng nhện, tình hình càng trở nên nguy cấp. Lúc này, Gio xuất hiện, cậu bé hét to dừng lại, hai hồn ma nhìn nhau chăm chú, không ai cũng không chịu nhượng bộ nhau. Thời khắc quan trọng, chị báo tới, khuyên Giang đừng làm loạn nữa, đã đến lúc đi về nhà. Giang ngoan ngoãn trèo lên lưng, mọi chuyện cũng dần kết thúc, thực ra cũng không cần triệu hồi hồn ma. Cậu bé Gio vẫn luôn ở bên cạnh mẹ, nhưng đáng tiếc không có cách nào để mẹ thấy. Điều cậu có thể làm là dùng năng lượng yếu ớt của mình để nhắc nhở mẹ, nhưng đã đến lúc cậu phải đi đầu thai để mẹ không đau lòng. Bất kỳ ở đâu cũng có thể cảm nhận tình yêu của nhau. Jessica và chồng đã cùng đi viếng con trai, cô cũng không còn có những suy nghĩ điên cuồng như trước, cô vẫn còn phải sống, có lẽ ở đâu đó cũng còn có duyên phận. Bác sĩ vốn bảo cô không thể mang thai, nhưng cuối cùng cô lại mang thai ngoài ý muốn, có thể đây lại là một Gio khác. Bộ phim đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thích phần review của Quỷ Ca, hãy bấm theo dõi nhé. Cảm ơn mọi người.